Vào ngày hôm sau. Không tồi, thiệt sự không tồi. Ông Minh tự tướng mới, Kim Hiệt. So với Lôi Diêm và Quả Chân thì ngươi kém hơn một chút, có điều cũng được, sử dụng như nửa con người vậy. Ai sử dụng như nửa con người? Vậy này là Âm Minh Tự Tướng, cô xem thử có trâu bò không? Âm Minh Tự Tướng, ngươi không phải có mấy con rồi hay sao? Sao lại còn lại một chuẩn thiên cảnh? Ngươi từ đâu kiếm được nhiều thi thể chuẩn thiên cảnh như vậy chứ? Tiểu gia ta giỏi, nhân phẩm tốt. Trưởng công, ngươi có nhiều âm minh tự tướng như vậy, cho nô gia một con phòng thân có được không? Cái đó. Tiếp theo, chúng ta nên đi xử lý phân điện thứ bảy rồi. Đồ keo kiệt. Cái gì cũng không phải. Lão cổ, có ở đó không? Diệp thần trong hình dáng thương hình, điện chủ của phân điện thứ chín. Sở Linh Ngọc trong hình dáng hộ tùng, điện chủ của phân điện khác. Thương hình, làm gì vậy hả? Mới sáng ra hả? Có gì đâu, dạo gần đây có được một bảo bối, muốn nhờ ngươi xem hộ. Ngươi xem ngươi qua đây, hay ta qua đó? Vậy ngươi tới đi, chỗ ta mở truyền tống trận hư không? Được. Phụng phiểu cái gì? Đi thôi, làm xong vụ này thì tìm cho câu thứ trâu bò. Người ta vẫn muốn âm minh tự tướng. Đồ, cô có thể chuyên nghiệp một chút không? Chú ý tạo hình nhân vật, dáng vẻ bây giờ của cô thích hợp hơn giỏi sao? Điện chủ, có thể ban cho thuộc hạ một âm minh tự tướng không? Không. Cửu huynh, khi sắc được đó, đại trận lấy âm bổ dương này là càng luyện càng nhuận. Dẹp đi, đừng dài dòng. Ngươi luyện còn tốt hơn ta nữa. Bảo vật gì vậy? Trước kia chưa thấy ngươi nhanh như vậy bao giờ. Đó là do trước đây không gặp được đồ tốt, bảo bối lần này có chút díp. Giỏi tìm chết như vậy sao? Đủ, đây hình như là Đại La Thần Thiết. Ngươi có giận mày cứt chó gì vậy? Thì đây là một tên thùng rỗng kêu to. Một roi thì ngất rồi. Bớt chuyện, cô còn không vui hả? Nếu hắn thiệt sự là hạng thiệt, cô trụ được không? Hi, đồ lưu manh thối. Thuật sát hồn. Mẹ kiếp, thiệt sự tà ma. Tên này cũng không phải là người của Hằng Nhật nữa. Cái gánh hát ngu dốt này của dọn với mình rốt cuộc giấu bao nhiêu đội dáng vậy? Cũng là người của Thị Huyết Điện. Hay, không phải là người của Thị Huyết Điện, là người của Chính Dương Tông. Cái gì? Dọn với mình thiệt sự quá ngu. Chiến lực của một điện thuộc Hằng Nhật vậy mà bị Chính Dương Tông nắm giữ. Hắn còn ở đó mà quan tưởng. May mắn bây giờ là đang quánh với Thanh Dương Tông. Hôm nào đó khai chiến với Chính Dương Tông, quân đội của một điện này quay mũi giáo ngược về Doãn Chí Bình, không phải là đi rời nhà ma hay sao? Người của Chính Dương Tông khi ở phân điện thứ bảy này, khi quánh với Thanh Dương Tông, chúng ta trực tiếp kéo hết ra để bọn họ cho cắn chó. Nghĩ thôi cũng đặc sắc rồi. Ngươi nói. Úi, ngươi sao vậy? Nói chuyện đi, câm rồi hả? Ta đang nghĩ chút xíu cơ ba. Chúng ta có thể quýnh ngất người đòi sát hồn. Nếu bất cứ bên nào của bọn họ cũng dùng chiêu này với chúng ta thì chuyện này phải làm như nào chứ? Chính tại phân điện nhiều người như vậy, khó bảo đảm ở đâu đó sẽ xảy ra sơ hở. Hả? Có loại bí thuật áp chế sát hồn không? Cái này ta không biết nữa, ta chỉ biết sát hồn thôi. Cái này để ta nghĩ cách. Cô trước tiên mang Cổ Nguyên và Trình Dục tới Thiên Thua Cổ Thành đi.
Bên phía Thiên Thu của Thành để lại người cần thiết, những chuẩn thiên cảnh khác qua đây giúp đỡ. Nếu thành công với các phân điện khác thì cũng cần người trấn thủ. Ừ, được. Ta vẫn muốn một âm minh tử tướng. Ây da, cô, mau đi làm việc trước đi có được không? Còn là thánh chủ Diêm Hoàng gì chứ? Đồ bún xỉn à? Mẹ kiếp, hổ cây nóng lên thiệt sự đáng sợ. Long gia, ngươi có biết bí thuật gì phản sát hồn không? Phản sát hồn có ý gì chứ? Chính là bí mật mà khi người khác muốn xóa ký ức linh hồn của ngươi thì ngăn được người khác sát hồn đó. Có thì có. Ngươi muốn cái đó làm gì? Ta đang nghĩ cách chơi dơ với tên khốn dọn chí bệnh kia. Chúng ta cần rất nhiều người đóng giả người của Hằng Nhạc. Ta sợ sẽ đa chuyện cho nên muốn đề phòng trước. Một chơi dơ đi. Chơi dơ xong, ngươi có phải rất nhanh sẽ tới chính Dương Tông rồi không? Phải. Cách ngày ngươi ra ngoài không còn xa nữa. Nói xạo đúng là không biết tính phí mà. Một cấm hồn, một vũ hồn, ngươi muốn cái nào đây? Có gì khác biệt đây? Khác biệt khá lớn đó. Cấm hồn chính là hạ cấm chế trên linh hồn của mình. Người khác một khi triển khai sát hồn, cấm chế này sẽ tự động kích hoạt ngăn chặn người khác sát hồn. Vũ hồn chính là ngụy tạo một phần ký ức của linh hồn. Nếu có người sát hồn, cái sát được chính là phần ký ức của linh hồn người ngụy tạo. Như vậy sao? Hay là cho ta hết cả hai đi? Đợt, biết ngươi sẽ nói như vậy mà. Chuẩn bị trước để gặp tai họa thôi mà. Ta nhổ vào, ngươi đây gọi là tham tới tận lõi trái đất rồi. Dùng cả hai bí pháp, cho dù có thể phá được bí pháp dụ hồn, cũng còn có bí pháp cấm hồn ngăn chặn sát hồn, hai lớp bảo vệ, ta không tin có người có thể phá được. Ngươi dẹp đi, đối mặt cái thuật sát hồn cực kỳ cao cấp, hai bí pháp dụ hồn và cấm hồn này chả khác gì đồ trang trí cả. Hả? Vậy thì phải làm sao đây? Nếu gặp phải một thuật sát hồn cấp bậc cao, vậy ta cũng không có cách gì cả. Vậy thuật sát hồn của ta có tính là trâu bò không? Ngươi cho rằng có thể tùy tiện sát được ký ức linh hồn của một chuẩn thiên cảnh à? Bọn họ không có hạ cấm chế ở sâu trong linh hồn sao? Không phải. Địa cung của chính Dương Tông. Đó là vì thuật sát hồn của ngươi là loại cấp bậc cao. Cấm chế trong linh hồn của bọn họ giống như đồ chơi ở trước thuật sát hồn của ngươi vậy. Cô nàng Sở Ngọc Linh này vẫn rất đáng yêu. Cũng không biết bí thuật cao cấp như vậy nàng ta kiếm ở đâu ra nữa. Thuật sát hồn của ngươi chắc là có nguồn gốc từ linh tộc. Linh tộc sát hồn đức siêu sao? Đó là đương nhiên rồi. Chủng tộc này có hai thần thông thiên phú. Thứ nhất là có thể rất dễ dàng dẫn động lực lượng thiên địa và dung hợp thiên địa. Cái còn lại chính là ở phương diện linh hồn. Sát hồn là sở trường của bọn họ. Linh tộc Tiểu Linh Oa không phải là người của linh tộc hay sao? Lát nữa tìm hắn nói chuyện. Các lão thánh nữ tới rồi. Hey, Cần Ngân Sương tới rồi. Mẹ kiếp, phân điện thứ bảy quả nhiên đã là địa bàn của chính Dương Tông. Mời thánh nữ vào điện. Không biết thánh nữ bảo hiểm giá lâm có gì sai bảo. Ta muốn nhờ ngươi điều tra giúp một người. Điều tra người ai vậy? Sát thần Trần Vũ. Loại chuyện điều tra người như này, mạng lưới tình báo của Tống Bộ càng thích hợp hơn. Ta không muốn kích động tới mạng lưới tình báo. Tóm lại, chuyện này ngươi bí mật đi điều tra. Lai lịch của Trần Vũ, lộ tiếng sức chiêu, tất cả mọi thứ liên quan tới hắn, tra rõ toàn bộ. Ngươi nhớ một điều, bất luận tra ra kết quả gì, ngươi chỉ cần bẩm báo với ta, không cần báo lên tổng bộ. Thuộc hạ tuân lệnh.
Đa tạ, làm tốt chuyện này, ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Không dám, không dám, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Hay, vẫn là mềm lòng rồi. Ba minh tự tướng và chuẩn thiên cảnh, vốn có thể giải giết nàng ta.